Bỏ mất trần thuế rồi. Thank you.
vị trí riêng mà. Hãy xuống đuổi một chúng con. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Ngài ở bên chúng con. Và cũng xin Chúa Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, Ngài nhận lấy lời cầu nguyện của chúng con. Và cũng xin Ngài hãy ban chúng con vinh hiển đến từ nay này, để chúng con nhận thấy được sự vinh hiển đó. Chúng con tin nhận Chúa nhiều hơn. Và cũng xin Chúa Ngài hãy làm chúng con trở nên mạnh mẽ hơn, làm cho lòng chúng con được yêu mến Ngài, được yêu mến lời của Ngài, để chúng con đi tìm kiếm lời của Ngài. Vì lời của Ngài là lời hằng sống, lời của Ngài làm cho chúng con được cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Cũng xin Chúa Ngài hãy chúc phước trên mỗi một ông bà cô chú ở trong phòng dung này, cho mọi người có thể mở lòng của họ ra để họ đón nhận lời của Ngài, để họ gìn giữ lời của Ngài, họ yêu mến lời của Ngài cách hết lòng. Cũng xin Chúa Ngài ban phước cho ông bà cô chú, cho mọi người được tin nhận Chúa hoàn toàn. Tôi cũng xin Chúa Ngài chúc phước trên mục sư Tâm sẽ là người chia sẻ lời Chúa trong buổi tối hôm nay, cho ông được nhiều lời của Ngài nhiều hơn, và cũng cho ông những kinh nghiệm đến từ nơi này. Xin Ngài làm cho ông có thể nói ra những lời tốt đẹp đến từ nơi này, để ông có thể truyền ra cho mỗi một chúng con được nghe, để chúng con nhận lấy những lời đó, chúng con ghi nhớ vào lòng chúng con, chúng con gìn giữ lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con xin dâng buổi nhóm hôm nay trên tay Chúa, xin dâng phòng chung chúng con trong cánh tay của Ngài, và chúng con hiệp ý trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ban tài phượng rất là nhiều ạ. Thì giờ này xin mời mục sư Trần Anh Tuấn sẽ có lời Chúa cho hội thánh. Xin Chúa ban ơn trên mục sư. Dạ. Thân ái kính chào toàn thể quý hội thánh, và cảm ơn mục sư Bảo cho tôi có cơ hội hôm nay cùng học lời Chúa với quý vị. Lâu quá mới gặp lại quý vị. Quý vị khỏe không? Ai khỏe giơ tay. À, tôi biết quý vị khỏe. Cảm ơn Chúa, dịch lệ nó có xảy ra khắp mọi nơi nhưng mà chúng ta vẫn còn bình an. Đó là một ân điển lạ lùng mà Chúa ban cho mỗi một đời của chúng ta. Không à? Tối nay chúng ta sẽ học với nhau một câu kinh thánh được chép ở trong Luca đoạn số 16 câu số 9. Luca đoạn 16 câu số 9 được chép như thế này: Còn ta bảo các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, thì để khi của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Tôi đọc lại một lần nữa: Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Và trước khi học lời Chúa thì xin quý vị hiệp ý với tôi dâng lời cầu nguyện. Thưa Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là tốt lành, là đấng tốt lành ở trên mọi cuộc đời của chúng con. Vậy nên chúng con học lời của Ngài, xin cho Ngài giải bày sự kính nhiệm vào trong lời của Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin dẫn chúng con vào lẽ thật, và xin ban thần linh và sự sống trong lời Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con tin cậy lời Chúa, và chúng con hiệp nhau thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. À. Câu kinh thánh này, một bản dịch khác thì lại nói là: Còn ta bảo các con, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời. Một bản dịch khác nữa thì nói như thế này: Ta bảo các ngươi, hãy dùng của phú quý ở trần gian này mà kết bạn, để khi của ấy hết rồi, thì các ngươi được đón tiếp vào nhà đời đời. Cái chủ đề mà chúng ta cùng học với nhau trong buổi tối ngày hôm nay đó là phước hạnh của cái lòng rộng rãi.
phước hạnh của cái lòng rộng rãi. Ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 25 á, thì lại nói là lòng rộng rãi sẽ được no nê. Còn ai nhường gọi thì chính người ấy sẽ nhường gọi, hay là cái chữ nhường gọi có nghĩa là ai cho người khác uống nước thì mình sẽ được người khác cho uống nước. Lòng rộng rãi sẽ được no nê. Tôi biết dân miền Tây của chúng ta là lòng rất là rộng rãi. Và cái lòng rộng rãi đó đó nó phù hợp với Kinh Thánh. Chúng ta sống á, ở trong cái văn hóa của chúng ta ở miền Nam á, là cái người miền Tây rất là rộng rãi. Đương nhiên là trong những người rộng rãi đó thì có những người là cũng không có rộng rãi, nhưng mà đa số thì người miền Tây là rộng rãi. Cho nên là Kinh Thánh nói là cái lòng rộng rãi sẽ được ngon nê. Còn cái câu Kinh Thánh mà chủ đề chúng ta học tối nay đó là hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi quyền của ấy hết đi thì sẽ tiếp rước vào, chúng ta sẽ được tiếp rước vào trong nhà đời đời. Cái câu Kinh Thánh này tôi được hiểu như thế này: của bất nghĩa. Cái chữ Kinh Thánh được viết ở trong bản dịch năm 1925 thì dùng chữ của bất nghĩa thì nó hơi tù tượng. Thì tôi hiểu như thế này, tôi sẽ nói như thế này về cái chữ của bất nghĩa. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị, của bất nghĩa là sao? Nó không phải là cái của ăn trộm, ăn cắp hay là của do lường gạt mà có, cũng không phải là do của cải mà chúng ta dùng cái gì đó bất chính mà có. Mà của bất nghĩa là ví dụ như quý vị có một cái một tờ tiền 500.000, ví dụ như bây giờ tôi ở đây tôi có một cái tờ tiền 200.000, tờ này 200.000, dưới ở trên tay của tôi là nó có một cái đây đây là cái tờ tờ giấy A4 ha, tờ giấy A4 với cái tờ 500.000, cái tờ 200.000, cái tờ 200.000 này nó bất nghĩa là khi nào? Bất nghĩa có nghĩa là nó không có ý nghĩa là khi nào? Tờ tiền này nó chỉ có ý nghĩa là khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta đem nó, chúng ta đi xài nó. Chứ còn nếu như nó chỉ nằm ở trong túi không, phải không, nằm trong túi không, nó chỉ nằm dọn dẹn ở trong cái bóp không, là nó nằm ngoài năm này qua năm kia qua năm nọ, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quý vị hiểu không à? Quý vị có một ký vàng, ví dụ như chúng ta có một ký lô vàng với một ký khoai lang chẳng hạn vậy. Nhưng mà tôi đố quý vị á, khi mình đi vô trong đồng, mình đi vô trong ruộng, trong vuông rồi đó, mình đang đói bụng đó, thì một ký khoai lang chín nó có giá trị, nó có ý nghĩa hay là một ký vàng có ý nghĩa? Một ký khoai lang nó có ý nghĩa là tại sao? Là vì chúng ta sử dụng nó. Của bất nghĩa có nghĩa là gì? Là khi không sử dụng nó. Kinh Thánh nói là khi dùng tiền của bất nghĩa có nghĩa là tiền của ở đời này nó không có ý nghĩa gì ta nếu như chúng ta không sử dụng nó. Có nhiều người người ta tích lũy tiền, có bao nhiêu tiền mua vàng, có bao nhiêu tiền mua vàng, rồi họ đem đi chôn đi cuối cùng chết. Nguyên một cái hũ chẳng có giá trị gì cho cái người chết kia. Nó vàng nó có giá trị là khi nào? Khi quý vị quy đổi nó thành tiền và sử dụng cái tiền đó để mình xài, phải không à? Mình lấy cái tiền đó mình sử dụng, mình mua thức ăn nè, hay là mình làm cái gì đó, thì cái đó, cái tiền đó nó mới là của có ý nghĩa. Còn nếu nó nằm yên một chỗ thì nó là của bất nghĩa. Như vậy thì tôi giải thích về vấn đề cái của bất nghĩa nó ý nghĩa là sao ở trong Kinh Thánh này ha. Có nghĩa là tiền bạc nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sử dụng nó. Còn nếu như tiền bạc mà chất đóng nhưng mà nó nằm ở trong cái tủ, nằm ở trong kho, nằm ở trong túi, nằm ở trong cái chỗ nào đó kín nhiệm mà chúng ta cất giấu nó,
thì nó chẳng có ý nghĩa gì ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi đưa cho quý vị một tờ tiền 500 ngàn là cái tờ cao nhất của tờ mệnh giá tờ tiền Việt Nam. Nhưng mà nếu như quý vị cần viết một bức thư, giờ gì lấy cái tờ tiền ra với cái tờ giấy ra, cái tờ giấy nó có ý nghĩa, còn cái tờ tiền nó không có ý nghĩa gì, không ai viết thư tìm tiền đúng không ạ? À? Như vậy thì chúng ta thấy là cái giá trị sử dụng đó mới là cái điều mà Chúa muốn đề cập đến. Cho nên tiền bạc được gọi là của bất nghĩa là khi không sử dụng nó, thấy không? Cho nên Chúa muốn nói là khi các ngươi dùng của cải, là cái của mà nằm yên không sử dụng là nó không có ý nghĩa, nhưng hãy biến nó thành một cái của cải có ý nghĩa là dùng nó để kết thêm tình bè bạn, kết thêm tình bè bạn, và khi các của đó ấy hết á thì họ sẽ tiếp rước các ngươi vào trong nhà đời nữa. Dạ, cho nên bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phước hạnh của cái người có cái lòng rộng rãi. Cái phước hạnh của cái người nó rộng rộng rãi. Tôi biết quý vị đã rộng rãi rồi, bởi vì tôi đã đến với quý vị cho tôi ăn, quý vị cho tôi uống, và quý vị tiếp đón tôi, vì tôi biết như vậy là tôi biết lòng rộng rãi của quý vị. Và Kinh Thánh nói là sao? Khi người tiếp rước một con trẻ đó, hay là tiếp rước một người là bằng một cái ly nước lạnh thôi, một cái ly nước thôi đó, thì Chúa cũng không bao giờ quên nữa. Không bao giờ quên, không bao giờ quên cái việc mà chúng ta bỏ ra để tiếp rước một ai. Mình không phân biệt là cái người đó là nó phải là người hầu việc Chúa hay không, hay là người đó là một cái người ngoại, đúng không? Kinh Thánh không quy định là chúng ta tiếp chỉ tiếp rước con cái Chúa không, mà không có tiếp rước một cái người ngoại bang khác ở trên nhà, trên nhà của mình. Nhưng mà rộng rộng rãi, phước hạnh của lòng rộng rãi, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái câu chuyện thứ nhất. Đó, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần học trong buổi tối ngày hôm nay đó, cái lòng rộng rãi nó sẽ khai phóng quyền năng chữa lành của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Quý vị nghe rõ không ạ? À? Cái lòng rộng rãi của quý vị đó, nó sẽ khai phóng năng quyền chữa lành của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Tuyệt vời không? Cái lòng rộng rãi của mình á, mà cũng sẽ giúp cho Chúa lay động cánh tay quyền năng mà làm phép lạ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có câu chuyện này được chép ở trong công vụ đoạn 9 từ câu 36 đến câu số 43. Mời 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 bạn nào đọc, mời bạn bạn Quỳnh hả? Bạn Quỳnh hay bạn Khải gì đó. Dạ Đâu dạ hết rồi, tắt cam. À, ok, rồi. Dạ mục sư công vụ đoạn mấy ạ? À, công vụ đoạn 9 từ câu 36 đến câu số 43. Dạ con xin phép À. Hội Thánh con đọc công trong sách công vụ đoạn 9 từ câu 36 đến câu số 43. Xin Hội Thánh cùng lắng nghe và theo dõi ạ. Tại Giuppe có một môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là hoàng dương, thường làm việc thiện và cứu giúp người nghèo khổ. Lúc ấy bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm rửa xác bà và đặt trên một phòng trên lầu. Vì Lida ở gần Giuppe nên khi các môn đệ Chúa nghe tin Phêrô đang ở Lida, liền sai hai người qua đó nài xin mời ông đến ngay. Phêrô đứng dậy lên giường với hai người. Đến nơi ông được đưa lên lầu. Tất cả các寡妇đứng quanh ông vừa khóc vừa chỉ các bộ áo và y phục mà bà hoàng dương đã may cho khi bà còn sống với họ. Phêrô mời tất cả ra khỏi phòng rồi quỳ gối cầu nguyện. Quay lại xác chết ông bảo: bà ta bi tha, hãy dậy. Bà mở mắt thấy Phêrô liền ngồi dậy. Phêrô đưa tay nâng bà đứng dậy rồi gọi các thánh đồ và các寡妇đến cho họ thấy bà đang sống. Tin này loan báo khắp cả khu vực Giuppe nên nhiều người tin nhận Chúa. Phêrô ở lại Giuppe lâu ngày sau nhà Simon, một người thọ thuộc gia. Con đọc Dạ. những việc mới ạ. Dạ. À, chúng ta thấy không ạ? À? Ở đây có một người người tên là Tabitha, bị bệnh và chết. À, sau đó cái Phi-e-rơ đến cái thành này. Thì nếu mà một cái thành lớn như vậy có một người chết thì rất là bình thường.
đúng không ạ? À? Giống như chúng ta thành phố Cà Mau của chúng ta mà nếu một ngày mà có một người chết đi là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta thấy có một ấn tượng, một vấn đề là tất cả những người nữ, những người mà được Tabitha giúp đỡ trong cái lúc mà còn sống đó, những người mà được Tabitha mà bày tỏ ra cái lòng rộng rãi của mình đó, là may áo tặng nè, đúng không ạ? À? Giúp đỡ họ qua cơn khốn khó nè, cái lòng rộng rãi của Tabitha. Cho nên khi Tabitha chết đi, cái người những người đó họ đau xót lắm, họ nhớ thương Tabitha lắm, nhớ những cái điều mà Tabitha làm cho mình, cho nên họ mới đến gặp Führer. Quý vị không rộng rãi quý vị chết đi không ai nhớ đâu, đúng không ạ? À? Cho nên có cái câu ở trong cái lời truyền khẩu của người xưa đó, khi con sanh ra đó thì sao, có một mình con khóc thôi, tất cả những người xung quanh con đều cười. Nhưng mà con sống làm sao á, để khi khi tới khi con già rồi đó, con chết đi, tất cả những người xung quanh con khóc, nhưng mà chỉ có một mình con là mỉm cười. Đó là cái lời dạy của người xưa về người ta sống. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Tamitha đã làm mà giống như cái điều người xưa vậy. Và bà ông rờ và Tabitha rộng rãi đến mức độ mà người ta khi chết đi nhiều người thương tiếc, họ đem những cái điều mà ta áo sống là những cái điều mà Tabitha làm cho mình đã đến trình với Führer và nói rằng đây là bằng chứng ông nên làm phép lạ. Vì sao? Vì cái người này là một người tốt, đã từng giúp đỡ rất rộng rãi, giúp đỡ cuộc đời của chúng tôi. Và lúc đó Führer đã truyền cho Tabitha và phép lạ đã xảy ra. Lúc đó Tabitha đã sống lại. Chúng ta thấy điều gì ạ? À? Cái lòng rộng rãi của chúng ta, cái lòng rộng rãi của quý vị sẽ khai phóng cái năng quyền chữa lành một cách siêu nhiên của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị sống đầy sự rộng rãi thì những cái lời cầu nguyện của những người mà mình được giúp đỡ sẽ có rất có giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của chúng ta. Cái lời cầu nguyện của những người mà được chúng ta ban cho đó, những lời bày tỏ cái sự rộng rãi của chúng ta đó, là những cái lời cầu nguyện nó rất có giá trị ở trước mặt của Chúa Trời. Và lời Chúa nói trong châm ngôn như nãy tôi nói, là tôi đọc đúng vị ở trong châm ngôn được đủ đầy những cái điều tốt lành. Cho nên chúng ta thấy cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy cái sự hào phóng đó, nó sẽ khai phóng được cái năng quyền chữa lành của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Tôi sẽ tiện là cho chúng ta xem một cái bằng chứng nữa, là cái sự hào phóng đó sẽ khai phóng được cái năng quyền chữa lành. Ở trong câu chuyện ở được chép ở trong Luca đoạn 7 và Matthew đoạn 8 đó, Luca đoạn 7 từ câu 1 đến câu số 10 nói về thầy đổ thành Ca-bê-đơm. Tôi chắc là quý vị đã biết cái câu chuyện này. Ở đây trong có một cái câu ấn tượng đến mà các trưởng lão đến gặp Chúa Giêsu mà nói, họ đến nói Chúa Giêsu rằng: "Thầy đội, thật đáng cho thầy giúp đỡ vì ông thương dân ta, xây nhà hội cho dân cho chúng ta." Quý vị thấy không? Lòng rộng rãi của thầy đội là ông yêu của Chúa, xây nhà nguyện cho Chúa, giúp đỡ dân sự của Chúa. Cho nên khi cái trưởng lão đến mời ông thầy đội thì nói với Chúa Giêsu rằng: "Cái ông này nè, cái ông thầy đội này thật là đáng cho Chúa giúp đỡ ông, vì ông là một người tốt, ông có lòng rộng rãi." Vì vậy cho nên Chúa Giêsu đã chữa lành cho đứa đầy tớ của ông thầy đội. Quý vị thấy không? Lòng rộng rãi sẽ khai phóng cái năng quyền chữa lành của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Cái đầy tớ của ông thầy đội bị bệnh, nhưng mà vì cái lòng rãi của ông, Chúa Giêsu đã đến nhà ông. Vì cái lòng rộng rãi của ông, cái lòng rộng rãi bởi đức tin, cái lòng rộng rãi của ông, Chúa Giêsu đã đến và chữa lành cho đứa đầy tớ của ông. Mà quý vị biết á, ngày xưa mà đầy tớ nô lệ người
đó, chả có giá trị gì trước mặt chủ. Chủ muốn giết bỏ là giết bỏ, nó giống như cái nó không có cái quyền công dân gì đó. Vì vậy cho nên nó là, nhưng mà quý vị thấy không, dù cái người đó nó không có giá trị trước cái ông chủ, nhưng mà có cái lòng rộng rãi đó, Chúa Giêsu cũng chú tâm đến. À, cho nên quý vị thấy là cái lòng rộng rãi sẽ khai phóng được cái năng quyền chữa lành của Chúa cho những người, cho cuộc đời của chúng ta, thì giống như câu chuyện của ta đi tha cho những cái người thuộc về chúng ta, những người ở trong anh em con cháu của chúng ta, lòng rộng rãi của chúng ta cũng có thể kích hoạt cái năng quyền, cái sự chú ý của Chúa, kích hoạt cái năng quyền chữa lành của Chúa. Bây giờ chúng ta xem ở trái của Chúa ở trong cái được chép ở trong Gia Cơ đoạn 5 ở 14 câu 15 nói như này: trong anh em có ai đau ốm chăng, người ấy phải mời các trưởng lão hội thánh đến, họ sẽ nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện sức dầu cho người bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Câu kinh thánh này, hai câu kinh thánh này nói là ở trong trong chúng ta là có ai bệnh tật, có ai bệnh tật muốn mà khai phóng được năng quyền chữa lành và tha thứ tội lỗi thì cái người đó là phải mời các trưởng lão tới. Chứ mời các trưởng lão thì nghe nó đơn giản, ví dụ như bây giờ chú Thiện bệnh có điện không, sư Bảo ơi tới cầu nguyện cho anh tôi, Việt Nam mình thường như vậy. Nhưng mà chúng ta lại không để ý đến nghe cái chỗ trong kinh thánh, cái văn hóa, cái phong tục của cái người Do Thái là mời, có nghĩa là sao, bây giờ mời một người trưởng lão tới không phải tới là cầu nguyện cho người bệnh liền đâu. Trước nhất thì cái người mời đó họ phải đãi cho cái người được mời, đó là cái ông trưởng lão. Bây giờ dù có thiện bị đau chân hàng vậy, bị bệnh cái gì đó, một sư bảo mời một sai một người nào đó tới nhà của mình để cầu nguyện cho mình, thì chú thiện phải làm cái gì mới đúng kinh thánh, theo văn hóa của kinh thánh à? Chú thiện phải làm một bữa ăn nha, làm một bữa ăn theo như khả năng của mình, theo như khả năng mà tốt của mình á, trong cái khả năng của mình mời người mời được đến, tiếp rước cái người mời, sau đó làm cái gì, cho người mời ăn. Có nghĩa là mình mời ông thầy Bảo, mục sư Bảo thì đến để cho mục sư Bảo ăn xong, hãy ăn no nê nha nha, rồi sau đó ăn xong rồi thì ông mục sư Bảo sẽ cầu nguyện cho chú. Người Việt Nam mình không có để ý đến chỗ này, mời tới nhất là gần quá đó, mời tới ở xa thì mời tới có tiếp, nhưng mà ở gần thì không có tiếp. Cho nên cái lời cầu nguyện của chúng ta đó thật sự nó không có giá trị, nó không có cái nó không có cái, không có giá, có nghĩa là cái công giá không có, cái người giảng tin lành không được nuôi bởi tin lành, có nghĩa là cầu nguyện công không là không được. Theo kinh thánh thì thêm sách Gia Cơ thì mời đến, sau đó đãi một bữa ăn no, rồi sau đó mới cầu nguyện cho người bệnh, lúc đó Chúa mới tha tội nếu có tội lỗi, nếu có bệnh tật, nếu bệnh tật Chúa chữa lành, có tội lỗi Chúa sẽ tha. Cho nên Chúa dạy cho gì, cái người mời đó, cái người bệnh đó phải có cái lòng rộng rãi, cái lòng rộng rãi. Cho nên quý vị, khi quý vị mời một ai đó đến nhà quý vị để cầu nguyện cho quý vị nhớ điều này, là phải chuẩn bị cho họ một bữa ăn no theo khả năng của mình nha. Mình có tiền, có khả năng làm gà thì mình làm gà, có khả năng bắt cá thì không bắt cá, có khả năng chỉ có rau luộc thì để rau luộc, phải mời cái ông mà mình mời đó, mình tới nhà mình cầu nguyện đó, dù gần dù xa, nếu đã mời thì phải làm theo đúng nguyên tắc của kinh thánh. Chúng ta phải nhớ cái câu chuyện về bà gia của Phi-e-rơ không? Chúa Giêsu đến nhà bà đang bị sốt rét, sốt đau rét, thì sau khi bà được chữa lành bà đi phục vụ. À, chúng ta có nhớ đến cái Chúa Giêsu hay hay lui tới cái nhà nào không à? Gia đình của Lazarus, thì ra có hai đứa em Mary và
và Ma-thê, Ma-thê và Ma-ri. Thì một Ma-thê là cái người để chuẩn bị cho thức ăn cho Chúa. Cho nên chúng ta thấy là ở tới đây cái đời sống Cơ Đốc thật sự mà Chúa muốn đó là một đời sống phải có ánh hạnh và vô sự rộng rãi. Không phải là mình rộng rãi là mình rộng là cả cái gì mình của mình đó là mình đem ra hết, đòi hỏi một tiêu chuẩn gì đó cao không, tùy theo khả năng của quý vị. Nhưng mà khi quý vị mời một người nào đó đến để cầu nguyện cho chúng ta, đừng bao giờ để họ cầu nguyện với cái bụng trống rỗng. Đây là văn hóa Kinh Thánh mà tôi học. Đừng để cầu nguyện với một cái bụng trống rỗng. Quý vị mời bất kỳ một người nào, dù người đó là một sư bảo, hay là điều đó là một chỉ là một chấp sự bình thường, một thầy một cô, hay là một nhân sự thanh niên nào đó, bây giờ tôi bị nhức đầu chỗ mũi, hãy cầu nguyện cho tôi. Nên nhớ là phải để họ có cái bụng no mới cầu nguyện, phép lạ nó mới xảy ra đầy đọa. Đó là những gì mà tôi biết được, tôi học được. Cho nên cái sự hào phóng á, cái sự cái lòng rộng rãi á, sẽ khai phóng được cái phước hạnh rất lớn ở trên đời sống của chúng ta. Điều đầu tiên mà chúng ta học là cái lòng rộng rãi á, sẽ khai phóng được cái năng quyền chữa lành trên đời sống của chúng ta. Rồi cái điều thứ hai, cái lòng rộng rãi đó sẽ khai phóng được cái quyền năng không giới hạn trên cái chức vụ, trên cái cuộc đời của chúng ta. Tôi rút cái kinh nghiệm là tôi để ý thấy những cái người nào mà keo kiệt, keo kiệt chứ không phải là khó khăn, keo kiệt. Keo kiệt có nghĩa là sao? Là mình có khả năng nhưng mà mình không có dùng khả năng của mình để tiếp đãi ai hết, keo kiệt. Nên mà mấy cái clip vui nó hay nói là đi ăn thì ăn chung, nhưng mà tới cái lúc tính tiền thì cái người keo kiệt là đi toilet trước, nghe điện thoại. Đó là lẽ làm sao để đừng có được tính tiền. Nhưng mà tôi thì tôi dạy cho những cái người mà tôi hướng dẫn đó, thì tôi nói là nếu anh em bước vào trong một quán ăn với một cái nhóm, một người nào đó, một đám đông hay là một nhóm nào người nào đó, nếu anh em không mặc định rằng mình là người phải trả tiền thì đừng bao giờ bước đi chung cái nhóm đó. Mình phải có lòng rộng rãi. Nếu quý vị không rộng rãi thì quý vị nghĩa là sao? Chúng ta không tin cậy vào cái sự giàu có của Đức Chúa Trời toàn. Nếu chúng ta không mặc định là vô cái quán đó là tôi phải trả tiền, đi tới đó tôi là người phải trả tiền, thì chúng ta đừng đi chung cái nhóm. Tôi nói thật với quý vị, tôi cũng khó khăn lắm, nhưng mà tôi bất kỳ ở đâu trong đầu tôi vẫn mặc định là tôi là người đầu tiên móc túi ra trả tiền. Tại sao vậy? Mình phải học cái tánh giống Chúa Giêsu mình. Chúa Giêsu mỗi lần ban làm phép lạ, ban bẻ bánh cho mọi người ăn, quý vị thấy là có bẻ vừa đủ không? Không, Chúa bẻ lần thứ nhất là dư 12 giỏ. Mình nói đơn giản là 12 cái cần xé đó ha, 12 giỏ dư nhiều lắm. Mà lần thứ hai Chúa Giêsu bẻ ra là dư 7 giỏ. Chúng ta thấy không? Chúa rộng rãi lắm, hào phóng lắm. Cho nên chúng ta thấy là mình và cái lòng rộng rãi nó phải là cái đặc tính, cái đặc tính ở trên cái đời sống của chúng ta. Chứ đừng có mình sống sao mà nói nghe nói ông Tuấn thôi 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 cái ông đó thì thôi thôi xài không vô thì không nhức đầu. Dù quý vị có giảng danh Chúa đầy quyền năng thì người ta cũng liệt kê quý vị, và do có nghĩa người ta cũng liệt kê Chúa của chúng ta giống như chúng ta, bởi vì họ không nhìn thấy Chúa mà họ nhìn thấy chúng ta, đúng không ạ? À? Họ sẽ nói là Chúa cũng giống như vậy. Cho nên cái điều thứ hai mà chúng ta cần học nè, đó là cái sự
cái sự rộng rãi nó sẽ khai phóng cái năng quyền của Chúa không giới hạn ở trên cuộc đời của chúng ta. Điều này tôi muốn nói đến những người mà thích quyền năng của Chúa. Nếu quý vị là những người ao ước quyền năng của Chúa, muốn chung được ơn của Đức Chúa Trời, thấy không à? Muốn làm phép lạ cho Chúa, thì quý vị phải có một cái đặc tính về lòng rộng rãi. Chúng ta cái câu chuyện này á, được chép ở trong Các Vua đoạn 19, Các Vua nhất đoạn 19, nói về đấng tiên tri Elise. Lòng rộng rãi của Elise được biểu hiện như chỗ nào? Elise là người nông dân, ông là đi cày. Ông đương nhiên là ông cày, ông có hai con bò để cày. Người Do Thái cày bằng bò, còn người Việt Nam chúng ta thì cày bằng trâu, đúng không? Ông có hai con bò. Nhưng mà khi Eli đi ngang ông và ném cái áo của mình vào ông, là có nghĩa là kêu gọi Elise đó, thì Elise dừng lại, hẹn với thầy mình chờ mình. Và Elise bắt đầu lên bờ giết hai con bò, có nghĩa là làm thịt hai con bò, chẻ cài luôn, chia thịt cho bạn cài của mình, có nghĩa là chơi sạch. Cái người miền Tây rồi dùng cái từ nôm na gọi là chơi xả láng, đúng không? Là chẻ cài, giết bò, đãi bạn bè mình, rồi sau đó lên đường theo thầy của mình. Và bắt đầu từ ngày đó, và ông kiên trì theo thầy mình cho đến khi thần của Eli ngự ở trên ông gấp đôi. Chúng ta thấy không? Lòng rộng rãi sẽ khai phóng cái năng quyền rất lớn ở trên đời sống của chúng ta. Tôi chưa thấy một người nào mà được ơn mà keo kiệt hết trơn. Tôi chưa thấy người đó. Quý vị không cho cái của mình được thì Chúa không dám giao cái của Chúa cho chúng ta đâu. Mình không dám lấy cái của mình để cho người khác thì Chúa cũng không bao giờ ban năng quyền của mình, ban quyền của Chúa mà cho mình để phải làm điều gì đó cho người khác. Nếu có chăng thì cũng nhỏ nhỏ chút chút. Cho nên quý vị thấy không? Điều thứ hai mà chúng ta thấy ở trong câu chuyện cái buổi tối ngày hôm nay là cái lòng rộng rãi của Elise làm cho Elise trở nên một đấng tiên tri đầy ơn trước đó không có và sau đó không có. Đầy ơn đến mức độ nào? Khi đến là chết, người ta bỏ ông ta vô trong cái hầm mộ, xương thịt thì mất rồi còn bộ xương không. Nhưng mà có một người chết chưa được khiêng đi ngang, quân địch tấn công, họ hoảng hồn, họ không có biết làm sao, họ quăng vào trong mộ của Elise. Và khi đó quý vị thấy điều gì xảy ra? Cái người chết đụng đến cái hài cốt của Elise thì cái người chết sống lại. Quý vị thấy năng quyền nữa không? Không phải là lúc mà còn sống ông đã kêu nhiều người chết sống lại, mà cái lúc ông chết rồi còn có bộ xương không, linh hồn trở về với Chúa rồi còn có cái xác không thôi, còn có cái xương không thôi, mà năng quyền vẫn còn ở trên cái bộ xương đó. Quý vị thấy không? Do đâu vậy? Do khởi đầu ông là một người rất rộng rãi, dám mổ hai con bò luôn, dám mổ hai con bò, gọi là chơi khô máu luôn, đúng không? Mình gọi là chơi xả láng sáng về sớm theo cái kiểu người dân miền Tây nha. Cái lòng rộng rãi đó kích hoạt được năng quyền của Chúa Giêsu. Cho nên quý vị, một trong những cái điều mà có thể làm cho chúng ta đầy quyền năng đó là lòng rộng rãi. Cho nên không có người đầy quyền năng mà lòng keo kiệt. Cũng có người đó, tôi không thấy nào giờ, tôi hơn 20 năm hầu việc Chúa, tôi chưa có thấy cái người mà đầy ơn mà lòng keo kiệt. Không, chưa thấy. Tôi chưa thấy. Không biết là tương lai có hay không, nhưng mà trước đây thì tôi chưa thấy. Nhưng mà tôi thấy rằng, tôi thấy nhiều, rất nhiều cái người đầy quyền năng kèm theo và lòng đầy rộng.
Một người hầu việc Chúa mà keo kiệt, bày chiên đó chỉ có vợ với con của mình, không rồi cùng lắm có thêm hai ông bà già là ba với mẹ mình. Nếu mà người hầu việc Chúa mà lòng đầy keo kiệt thì bày chiên chỉ có nhiêu đó. Mấy kinh thánh Chúa hỏi Phi-e-rơ là người yêu ta chăng? Phi-e-rơ nói con yêu Chúa, tôi biết là quý vị ở trong những cái trong cái phòng Zoom này là tất cả mọi người đều nói là tôi yêu Chúa. Nhưng mà Chúa nói một câu với Phi-e-rơ là hãy cho chiên ta ăn. Phi-e-rơ không hỏi Chúa ơi cỏ đâu, tiền đâu mua cỏ, tiền đâu mua thức ăn, tiền trong túi của mình á. Nếu mình yếm yêu Chúa thì mình dám rộng rãi, phải không à? Mình yêu Chúa mình sẽ yêu con dân Chúa, mình sẽ rộng rãi được. Còn mình yêu mình không là mình không rộng rãi. Mình yêu mình không là lúc đó là mình chỉ có xài cho mình thôi, chứ không dám xài cho Chúa. Cho nên ai yêu Chúa nhiều bao nhiêu thì mình lòng nó sẽ rộng bấy nhiêu. Tại Chúa nhiều con lắm, đúng không à? Gặp đứa con này của Chúa mình cũng phải rộng rãi với nó hết. Gặp đứa con kia cũng rộng rãi với nó hết. À, tôi nói thiệt cho quý vị ấy nha. Người ta nói cái gì đó của chùa là ăn hông đúng không? Là nhưng mà quý vị biết ở trong chùa cũng không dễ đâu. Một tháng chỉ có tới được có ngày rằm. Đúng không ạ? Nhưng mà cái cửa chùa nó không rộng bằng cửa nhà nhà thờ, cửa hội thánh đâu. Cửa hội thánh á, thì nếu mà một người tín tín hữu bình thường đó, một tháng cũng tới được 4 lần. Đúng không? Mới được 4 lần. Cho nên cửa chùa không rộng bằng cửa hội thánh đâu. Ông sư chủ trì thì không rộng rãi bằng ông sư bảo của quý vị đâu. Đúng không? Cho nên nó là cái ông sư chủ trì cũng không có rộng rãi đâu, mỗi một tháng ông chỉ có mở cửa tiếp người ta có ngày thôi. Còn hội thánh thì mở cửa tiếp con gái Chúa tới 30 ngày, 31 ngày luôn. Đúng không à? Cho nên ở đâu rộng rãi, chỉ có những người yêu mến Chúa thật sự thì họ mới rộng rãi với con dân Chúa. Cho nên không có cái người, tôi theo như cái gì mà tôi nhìn thấy đó nghe, cái này không phải là chân lý đâu, nhưng mà cái gì tôi nhìn thấy cá nhân tôi thôi, thì không có cái người keo kiệt mà đầy quyền năng, tôi chưa thấy. Trước khi quý vị cho người ta quyền năng của Chúa thì quý vị phải cho họ ăn nghe được. Ăn ở đâu, gạo ở đâu, tiền ở đâu, ở trong túi của chúng cải của chúng ta này. Chứ không có ai phát lương cho chúng ta đâu, không có ai phát lương cho chúng ta đâu. Cho nên đầu tiên quý vị phải rộng rãi bằng của mình trước, rồi sau đó Đức Chúa Trời sẽ hào phóng giao quyền năng không giới hạn của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ ba, cái lòng rộng rãi đó nó sẽ dẫn đến sự cứu rỗi cho những người xung quanh, cho gia đình của chúng ta. Điều thứ ba là cái lòng rộng rãi của chúng ta cũng đem đến cái sự cứu rỗi ở cho gia đình của chúng ta nữa. Cái câu chuyện này được chép ở trong Luca 19 từ câu 1 đến câu 10, để lúc nãy tôi sẽ tóm tắt câu chuyện. Câu chuyện về một người thâu thuế tên là Sa-chê. Khi Chúa Giêsu đến nhà Sa-chê, tôi sẽ lấy phân nửa gia tài của tôi mà chia cho kẻ nghèo, cho người nghèo. Còn nếu tôi có làm thiệt hại ai thì tôi sẽ đền gấp đôi. Sa chê. Rồi, sau đó thì Chúa Giêsu phán như thế này. Đức Chúa Giêsu phán với ông, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Áp-ra-ham. Về cái lòng rộng rãi đó thì Chúa nói là sao? Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Kinh Thánh dùng chữ đã có nghĩa là gì? Đã xảy ra rồi, đến rồi, sự cứu rỗi đã đến rồi. Đến khi nào?
đến cái từ khi mà theo tôi nghĩ, theo tôi biết, đến từ khi sa chê lấy của cải mình phân phát cho người nghèo. Bởi vì sau khi của cải được phân phát, sau khi sa chê làm điều đó thì Chúa Giêsu mới khẳng định rằng sự cứu rỗi đã đến nhà ông. Thì lúc đó có thể là có cha mẹ ông nếu còn sống thì sự cứu rỗi cũng đến với cha mẹ ông. Nếu rồi sau đó sự cứu rỗi cũng đến với vợ và con của anh. Sự cứu rỗi cũng sẽ đến với những người ăn kẻ ở trong nhà của sa chê. Cho nên quý vị thấy điều gì? Có lòng rộng rãi sẽ đem đến, sẽ kích hoạt cái sự cứu rỗi. Cái sự cứu rỗi cũng sẽ đến với cái gia đình, với những người thân của chúng ta khi chúng ta bày tỏ lòng rộng rãi. À, cái sự rộng rãi nó sẽ thu hút cái sự cứu rỗi đến với gia đình. Cho nên tóm lại có ba điều phước hạnh mà cái lòng rộng rãi đem đến cho đời sống của chúng ta. Cái lòng rộng rãi sẽ kích hoạt ba cái phước hạnh. Phước hạnh thứ nhất đó là nó đem đến năng quyền của sự chữa lành. Cái điều thứ hai nữa, cái lòng rộng rãi á, nó sẽ đem đến cái gì? Nó sẽ khai phóng cái quyền năng không giới hạn của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Cái điều thứ ba là cái lòng rộng rãi á, nó sẽ đem dẫn đến cái sự cứu rỗi cho những người thuộc về chúng ta, những người trong gia đình của chúng ta. Cho nên lời Chúa buổi tối ngày hôm nay khích lệ quý vị, chúng ta đã được phước rồi, chúng ta đã có lòng rộng rãi rồi, Đức Chúa Trời sẽ ban cho thêm cho chúng ta để chúng ta được rộng rãi hơn. Và cái ông chủ đó, của cánh đồng đó, sẽ gieo sẽ ban cho hạt giống cho những người gieo giống. Chúa sẽ những ai đã gieo rồi thì cái ông chủ của cánh đồng này, anh chủ của mùa gặt sẽ tiếp tục ban cho hạt giống để chúng ta gia tăng cái sự gieo trồng của chúng ta. Và lòng rộng rãi chắc chắn sẽ được no nê. Lòng rộng rãi sẽ được no nê. Và lòng rộng rãi sẽ có nhiều cái phước hạnh ở trên đời sống của chúng ta. Nguyện là Chúa khích lệ cho quý vị, khích lệ tôi và quý vị để chúng ta tiếp tục sống rộng rãi để vinh danh Chúa của chúng ta ở trên đất này. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Tuấn rất là nhiều ạ. Cảm ơn Chúa vì lòng rộng rãi sẽ nhận được phước lành đến từ nơi Chúa. Thì giờ này con xin mời chú Phú ạ, sẽ cầu nguyện đáp ứng cho sứ điệp buổi tối hôm nay. Xin mời chú Phú. Hallelujah. Xin hội đồng hiệp ý tôi dâng lời cầu nguyện. Là cha con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Chúa bởi lời của Chúa buổi tối hôm nay đem đến có sự khích lệ, đem đến sự dạy dỗ cho chúng con, để chúng con biết, chúng con sẽ mở lòng ra, chúng con nhận lãnh những cái điều mà Chúa ngài ban cho chúng con. Chúa ngài cứu gọi chúng con, Chúa ngài thương xót giúp đỡ chúng con như thế nào, thì là Chúa xin ngay giờ này, xin Chúa ngài thêm cho chúng con tấm lòng của Chúa đặt trong tấm lòng của chúng con, nhà ông bà cho chúng con nữa, để từ đó mà chúng con sẽ ban ra và chúng con sẽ nhận, mà chúng con có cái sự rộng rãi mà chúng con sẽ ban ra, nhưng mà để chúng con rao giảng phúc âm và chúng con nói những lời lành của Chúa trên đời sống, trên dân tộc Việt Nam của chúng con, để phước hạnh và sự thương xót nó sẽ theo con. Con cảm ơn Ngài, con ngợi khen Chúa, con dâng phòng cầu nguyện lên trong tay của Ngài. Xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ, xin Chúa Ngài cũng thêm lên cho chúng con sự hạ mình, thêm lên cho chúng con sự dân phục khi mà đến chúng con ngày cuối cùng mà chúng con sẽ gặp Chúa. Con cảm ơn Ngài. Đại cha xin ban ơn sức dầu một cách đặc biệt cho đầy tớ của Chúa là mục sư Tấn, để ông được ơn trước mặt Chúa, ông được ơn trước mặt hội đồng nữa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài cũng thêm sức sức dầu một cách tươi mới để ông nhận lấy nhiều sứ điệp để đem đến cho hội thánh của Chúa càng ngày càng nhiều hơn nữa. Con cảm ơn cha. Để ông bà anh chị em chúng con nhờ đó mà
ông bà em chúng con cũng nhận lãnh được cái sự rộng rãi đó từ nơi chính mình Ngài, để cũng ông bà anh chị em chúng con và chính mình con cũng sẽ ban ra để phước hạnh đó nó cũng chảy tuôn tràn theo, nó chạy theo chúng con cảm ơn Ngài. Cũng chẳng phải bởi vật chất tiền tài, nhưng mà nó bằng lời của Chúa, bằng sự hy sinh, sự sống lại của Chúa Jesus thế nào thì ông bà anh chị em chúng con nhận lãnh, thì ông bà anh chị em chúng con sẽ cũng sẽ nhận, sẽ ban ra một cách nhiều hơn và đủ nữa. Con cảm ơn Cha, con dâng buổi tối phước hạnh này trong tay của Chúa, nguyện xin Chúa ở cùng và bảo vệ và gìn giữ, xin quyết quyền năng của Chúa Jesus bao phủ phòng cầu nguyện này, ông bà anh chị em chúng con và hội thánh của Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn sức dầu một cách tươi mới trên đài tớ của Ngài là mục sư quản nhiệm hội thánh thiên ái tại Cà Mau này là Lý Hoài Bảo. Con cảm ơn Ngài, xin Cha Ngài thêm sức bổ sức lại một cách nhiều hơn nữa. Con cảm ơn Ngài, xin sức dầu tươi mới trên đời sống của ông, bảo vệ ông một cách trong tình yêu và trong cánh tay toàn năng của Chúa. Con cảm ơn Ngài, con dâng vinh hiển lên trong tay của Chúa và con hiệp một với hội đồng và anh em chúng con trong sự cầu nguyện trong danh quyền năng Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, Amen. Cảm ơn Chúa rất là nhiều ạ. Dạ. Thì giờ này con xin mời chú Đinh Công Thiện sẽ đại diện cho hội thánh cầu nguyện chúc phước cho mục sư Trần Anh Tuấn ạ. Dạ, xin mời chú Thiện. Mọi người hợp ý xin dâng lời cầu nguyện. Chúa ơi Chúa, buổi tối ngày hôm nay con xin thay mặt cho mục sư quản nhiệm của chúng con là mục sư Lý Hoài Bảo và con cái Chúa ở tại Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau và những người ở trên đường room này, Chúa ơi, con cầu nguyện cầu xin Chúa ban ơn ban phước cho mục sư Tuấn là người mà đã đem lại những sứ điệp buổi tối hôm nay để cho tất cả những con cái Chúa và tôi tới Chúa ở Hội Thánh Thiên Ái nghe và học được tất cả mọi sự, mọi lòng rộng rãi mà Chúa dạy chúng con là chúng con phải rộng rãi, chúng con phải khai phóng sự rộng rãi của Chúa và chúng con phải luôn học và làm theo sự rộng rãi ở nơi Chúa mà chúng con đã học được qua lời chia sẻ của mục sư Tuấn. Thì giờ này con cầu xin Chúa ban ơn ban phước cho mục sư Tuấn và gia đình mục sư Tuấn được đầy ơn của Chúa và nhận được mọi phước hạnh từ nơi Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn ban phước cho mục sư để có nhiều những sứ điệp mà thực tế và gần gũi hơn nữa để cho tôi tớ và con cái Chúa chúng con học được tất cả những lời và nghe được những lời từ mục sư chia sẻ. Xin Chúa tiếp tục đổ đầy và dẫn dắt mục sư để cho mục sư có được nhiều những phước hạnh hơn nữa trong gia đình mục sư và chính bản thân mục sư, để mục sư có những chia sẻ mục sư không những là Hội Thánh Thiên Ái và những nhiều những nơi khác nữa mà con cái của Chúa rất cần và rất muốn nghe được những sự chia sẻ này. Thì con xin Chúa tiếp tục ban ơn ban phước cho gia đình mục sư được đầy ơn của Chúa và xin Chúa cũng ban ơn ban phước cho mục sư quản nhiệm của chúng con là mục sư Lý Hoài Bảo, là người chăn dắt bầy chiên của chúng con để cho chúng con mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng chúng con được học và nghe được nhiều những sứ điệp mà chúng con rất là khao khát và chúng con tìm kiếm. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục dẫn dắt mục sư theo ý muốn của Chúa, và chúng con nói rằng chúng con yêu Chúa và chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Đinh Công Thiện rất là nhiều. Dạ thì giờ này cô chú nào có nhu cầu cần cầu nguyện chữa lành có thể giơ tay lên để con nhờ mục sư Tuấn cầu nguyện. Dạ cô chú mạnh dạn mở cam lên, dạ giơ tay lên để cho con được nhìn thấy. Dạ, một lần nữa cô chú nào có nhu cầu phần cầu nguyện chữa lành
Có thể giơ tay lên nào. Dạ xin lỗi cô, có cái nít Apple F9 đó, có cần cầu nguyện chữa lành đúng không ạ? Dạ cô mở mic lên ạ. À. Dạ rồi, xin mời cô Thu Thảo ạ. À. Mở mic lên. Dạ cô Thu Thảo mở mic lên ạ. À. Dạ rồi, cô nói nhu cầu cho mục sư biết đi ạ. À. Mục sư ơi, cầu nguyện cho em. Em mà bị mà nhức cái giò. Chào, không thấy người, thấy cái màn hình tối thui à. Đây nè. Trước người xuất hiện rồi. Chơi cầu nguyện cho em mà em bị mà cái hành kinh tọ ấy mà bị viêm khớp cái giò đi, mục sư dẫn nhức cái giò quá. Giò bên trái hay giò bên phải? Giò nào? Giò phạm mặt. Dạ rồi. Hại si mục sư. Rồi gì nữa cô? Với cần cổ em nó bị nổi như nổi một bú gì cô mục sư. Ngày gần bự ngay cái cần cổ ngay chỗ ngay này. Dạ. Yeah. Dạ rồi. Nhân danh Chúa Jesus Christ, người phụ nữ này được lành khỏi bệnh bố cổ và thần kinh tọa đau nhức ở trong xương khớp ngay bây giờ. Rồi bây giờ đau đứng lên xem coi chân cẳng nó sao rồi. Đó, bây giờ thấy người đó. Dạ, nãy giờ ta tắt đèn một chữ. Rồi bây giờ thấy khỏe chưa? Thấy đã đỏ một chữ. Với em bị hại si nó đừng mệt nó một chữ. Hại canh si nó hay mệt hả? Dạ. Rồi bây giờ có mệt không? Nó đừng mệt mà. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho chị một cái lần nữa nha. Hãy được chữa lành hoàn toàn mọi bệnh tật ngay bây giờ. Rồi bây giờ đã hết một hơi cho tôi coi còn mệt không. Cũng hết được một chữ. Hết rồi đúng rồi. Rồi chúa ban phước cho chị. Dạ. Rồi người tiếp theo. Dạ, còn cô chú nào nữa không ạ? Có thể giơ tay lên để cho con được thấy. Dạ cô chú mạnh dạn mở cam nên con mới có thể thấy không. Dạ xin mời cô nương ạ. Dạ cô nương nói với con nha. Dạ một sư tính cầu nguyện mà bị rối loạn tiền đình chóng mặt rồi. Chóng mặt rối loạn tiền đình. Dạ. Bây giờ chị muốn sao? Một sư nói sao? Giờ chị muốn sao? Muốn làm. Muốn hết muốn, bệnh. Muốn hết bệnh. Hết cái rối loạn tiền đình. Nó, rối loạn tiền đình nó làm cho mình chóng mặt hay nhức đầu vậy? Nó chóng mặt. Nó khó chịu. Nó không nó chóng mặt. Rồi. Trong danh Chúa Giêsu, điều người phụ nữ này ước ao phải được xảy ra ngay bây giờ. Rồi mở mắt ra đi, lắc cái đầu cổ qua cái kiểm tra xem còn chóng mặt gì không. Ngồi lâu lâu cái là nó chập chờn. Bây giờ sao là quan trọng là bây giờ nè. Vừa cầu nguyện xong rồi bây giờ sao? Nó cũng còn á, cũng còn chóng mặt. Nhiều ít. Ít thôi. Nhiều ít chị? Ít. Rồi.
Cầu nguyện một lần nữa, trong danh Chúa Giêsu, sự chữa lành xảy ra một cách hoàn toàn ở trên đời sống của phụ nữ này. Amen. Rồi. Rồi bây giờ coi sao, kiểm tra lại xem thế nào. Cảm ơn một xe. Khỏe chưa? Rồi. Tỉnh táo hơn à. Rồi tỉnh táo hơn anh lành nè ha. Nên nhớ là sự chữa lành xảy ra đòi hỏi chúng ta cần phải cầu nguyện chúc phước cho thân thể của chúng ta, cái chỗ mình bị đau đó ha. Mỗi ngày chúng ta nên chúc phước cho nó. Nhớ nha. Mỗi sáng thức dậy nhớ chúc phước cho nó. Thì phước hạnh được lấp đầy thì bệnh tật nó sẽ không quay trở lại. Này. Rồi. Dạ, tiếp còn tục nào nữa? Còn cầu nguyện chữa lành có thể giơ tay lên nè. Tôi có nghe Chúa nói có người bị bệnh đau ở bị nhức đau ở sau ót nè, sau dai 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 gái rồi nè, ót nè, sau cái sau gái của mình cái còi gái xuống dai nè. Dạ, cái trường hợp đó là con đang bị đó mục sư, khoảng một tuần nay. Một tuần rồi hả? Ok. Rồi bây giờ cái chuyện đó là chuyện của Chúa nói, còn ý của con làm sao, con muốn làm sao? Dạ, con cũng có cầu nguyện, xin mục sư cầu nguyện cho con để Chúa chữa lành cho con. Thế thì tóm lại là con muốn làm sao? Muốn được chữa lành. À, thì muốn được chữa lành thì nói vậy thôi, đúng không? Quan trọng là muốn cái gì thì Kinh Thánh nói là Chúa nói là Chúa sẽ ban cho người nhiều lòng người ước ao, mình ước muốn cái gì thì mình nói cái đó, thấy không? Dạ. Cho nên mọi ước muốn sẽ được đáp lời ngay bây giờ. Rồi bây giờ con cử động cái cổ con coi. Dạ hiện tại nó không có đau một sự, mà khi con ngủ dậy á, mới ngủ dậy nó không, nó bị đau. À, như vậy thì bây giờ không đau có nghĩa là mình được lành rồi. Cứ lắc cứ kiểm tra thoải mái, bởi vì lành có nghĩa là không có đau, mà đau là không có lành, thì cứ mình cứ kiểm tra mình thôi. Ok. Rồi xin Chúa ban phước. Cảm ơn một số. Dạ tiếp tục. Cô chú nào cần cầu nguyện chữa lành có thể giơ tay lên để cho con thấy. Dạ, xin mời cô nghe. Cô nghe cái hắn. Rồi cô mở mic lên đi. Dạ con đã yêu cầu rồi, cô mở mic lên. Dạ rồi, cô nói yêu cầu của mình đi ạ. Nhờ một sư Tấn cầu nguyện cho đôi mắt của chồng bữa nay đi lấy ông bị cây quẹt vô á. À, cây quẹt vô hả? Ảnh đâu rồi? À đây. Rồi bây giờ tình trạng nó sao rồi? Rồi xuống. Xuống. Rồi có mua thuốc gì nhỏ gì không? Không. Không, không có hả? À. Không có. Đây, xin cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ, vết thương ở trên đôi mắt của người đàn ông này phải được chữa lành ngay bây giờ. Để trở lại phục hồi một cách bình thường như trước đây, không có cái tai nạn xảy ra. Amen. Rồi anh mua tay ra xem. Mua tay ra anh thấy thế nào rồi? Anh còn sốt. Nhiều lắm. Hết. Hết ha, rồi tôi sẽ cầu nguyện cho anh một lần. Trong danh Chúa Giêsu Christ, cái mắt của anh phải được chữa lành, mọi vết thương, mọi sự tổn thương trong mắt phải được phục hồi như trước khi không có cái tai nạn này. Amen. Rồi. Sao anh thấy thế nào? Đỡ hơn nãy rồi. Rồi, xin Chúa ban phước cho anh. À. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con có chú nào còn cầu nguyện chữa lành nữa không? Nó ở đây cắt hết cam nhá. Để gì đi. Để cho người khác người ta ấy chứ. Ừ. Dạ con chú nào còn còn nguyện chữa lành có thể giơ tay lên nè.
Dạ, nếu không còn cô chú nào nữa, xin mời một sư Tuấn cầu nguyện chúc phước cho hội thánh trước khi chúng ta kết thúc. Dạ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ người Nazareth còn chúc phước cho dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng một tuần lễ mới, ngày mới là một ngày bình an, ngày phước hạnh, thời điểm chúng con sẽ được bảo vệ khỏi dịch bệnh. Trong danh Chúa Giêsu, xin Chúa ngài chúc phước ở trên công việc làm ăn của anh em chúng con, từ cây cây trồng, con vật nuôi, tất cả đều được sinh trưởng đúng thời tiết, đúng mùa, và nó phát triển một cách khỏe mạnh, một cách tốt lành theo ý muốn tốt lành của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu con chúc phước lên sức khỏe của anh em con, để anh em con là những người khỏe mạnh, sống lâu và phước hạnh ở trên đất này. Nhân danh Chúa Giêsu con chúc phước tên tài chính của anh em con là những người được thành vượng, giàu có, dư dật. Nhân danh Chúa Giêsu con chúc phước ở trong thần trí của anh em con là những người khôn ngoan, đầy dạy sự thông sáng từ nơi Đức Chúa Trời. Nhân danh Chúa Giêsu con chúc phước ở trên những ý tưởng của anh em con là những ý tưởng sáng tạo, những ý tưởng mới lạ, những ý tưởng độc đáo và những ý tưởng một đầy sự vinh hiển, những ý tưởng đầy sự khôn ngoan đến từ Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu mọi sự phước hạnh, mọi sự tốt đẹp tuôn đổ ở trên đời sống của anh em chúng con tạ ơn Chúa. Mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa và mọi phước hạnh thuộc về chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Trần Anh Tuấn rất là nhiều vì đã có lời Chúa cho hội thánh ạ. Thì giờ này chúng ta có thể mở mic, mở cam lên để chào nhau cũng như gửi lời cảm ơn đến Mục sư Tuấn ạ. À, xin chào quý vị. Xin Chúa ban phước cho cô chú mà chị em có giấc ngủ ngon ạ. Mình mở mic cho cô chú đi em. Chúc cô án ngủ ngon. Chúc cô nằm phó ngủ ngon. Cảm ơn một sư. Cảm ơn. Cảm ơn một sư tướng. Dạ cô chú có thể mở mắt tự do à. Chúc phước cho cô Nga được sự lành bệnh, hết bệnh và khỏe mạnh. Dạ nghe.